Nói đến vật chất tối, mặc dù chúng ta biết vật chất tối ở khắp vũ trụ, nhưng các nhà khoa học vẫn phải vò đầu bứt tai mỗi khi nhắc về chúng. Vậy vật chất tối là gì? Đây là câu hỏi đầu tiên và cũng gây tranh cãi nhiều nhất. Các nhà nghiên cứu đến nay vẫn chưa thể khẳng định chính xác vật chất tối là gì. Các nhà khoa học phỏng đoán rằng việc mất khối lượng xảy ra ngoài không gian là do các ngôi sao đang tắt có kích thước nhỏ hoặc hố đen. Tuy nhiên, hiện không có đủ các quan sát trực tiếp cho thấy tác động của hai thứ trên lên vật chất tối. Giả thuyết được công nhận rộng rãi cho rằng vật chất tối là loại hạt có tên Weakly Interacting Massive Particle, hay còn gọi là WIMP. Loại hạt này hoạt động gần giống neutron, nhưng lại có khối lượng nặng hơn hạt proton từ 10 đến 100 lần. Tuy nhiên, giả thuyết này lại dẫn đến một loạt các câu hỏi như: chúng ta có thể xác định vật chất tối hay không? Nếu vật chất tối được cấu tạo bởi hạt WIMP thì chúng sẽ tồn tại xung quanh chúng ta, hoàn toàn vô hình và khó có thể xác định. Vậy tại sao lâu nay chúng ta lại không tìm ra nó? Dù chúng không tương tác nhiều với các vật chất khác, cho nên có khả năng khi chúng di chuyển trong không gian, vật chất tối có thể va vào một loại hạt bình thường như electron hay proton. Vì vậy, các nhà khoa học đã tiến hành nhiều thí nghiệm để nghiên cứu số lượng lớn các loại hạt vật chất bình thường ở dưới lòng đất nhằm ngăn cản các loại bức xạ để có thể bắt được khoảnh khắc va chạm của vật chất tối. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ, không một cảm biến nào có thể khám phá ra điều gì mới. Một thí nghiệm của một công ty Trung Quốc là Panda X cho kết luận rằng không tồn tại hạt WIMP. Dường như hạt vật chất tối nhỏ hơn nhiều so với hạt WIMP, hoặc thiếu các đặc điểm có thể giúp quá trình nghiên cứu dễ dàng hơn. Và liệu có nhiều hơn một loại hạt vật chất tối không? Vật chất bình thường cấu tạo từ những hạt quen thuộc như proton và electron, cùng nhiều loại hạt kỳ lạ như neutrino, muon và pion. Vì thế, một số nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng vật chất tối, chiếm 85% vật chất có trong vũ trụ, cũng có thể có cấu tạo phức tạp như vậy. Mặc dù có rất nhiều giả thuyết, việc tìm ra một phương cách xác nhận hoặc bác bỏ chúng cho đến nay vẫn còn quá xa vời. Liệu có tồn tại lực tối không? Cùng với các loại hạt tối, cũng có khả năng vật chất tối chịu tác động của những lực tương tự các vật chất khác. Một số nhà khoa học đã tìm kiếm photon tối. Chúng có thể giống như các photon được trao đổi giữa các hạt bình thường và tạo ra lực điện từ, ngoại trừ việc chúng sẽ chỉ được nhận bởi các hạt vật chất tối. Các nhà vật lý ở Italy đang cố gắng bắn một chùm electron và phản hạt của chúng có tên là positron vào một viên kim cương. Nếu photon tối thật sự có tồn tại, thì các cặp electron positron có thể phá hủy nhau và tạo ra một trong những loại hạt có lực kỳ lạ, có khả năng mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới trong vũ trụ. Phải chăng vật chất tối cấu tạo bằng axion? Trong khi các nhà vật lý ngày càng rời xa WIMP, thì các hạt vật chất tối khác bắt đầu được quan tâm. Một trong những giả thuyết khác là một hạt giả định gọi là axion, cực kỳ nhẹ, có thể là nhẹ hơn proton hàng tỷ tỷ lần. Một vài thí nghiệm đang được tiến hành để tìm kiếm axion. Đặc tính của vật chất tối là gì? Các nhà thiên văn đã khám phá vật chất tối thông qua tương tác lực hấp dẫn của nó với vật chất bình thường, cho thấy đây chính là cách mà vật chất tối biểu hiện sự có mặt của nó trong vũ trụ. Thế nhưng, khi càng cố gắng tìm hiểu bản chất thực của vật chất tối, các nhà nghiên cứu hầu như chẳng có tiến triển nào. Theo một số giả thuyết, các hạt vật chất tối phải là phản hạt của chính chúng, nghĩa là hai hạt vật chất tối sẽ phá hủy nhau khi chúng va vào nhau. Vậy vật chất tối có tồn tại trong mọi thiên hà? Vì số lượng áp đảo của nó so với vật chất thông thường, người ta thường cho rằng vật chất tối là thế lực kiểm soát việc hình thành các cấu trúc vĩ mô như thiên hà và cụm thiên hà. Nhưng đầu năm nay, các nhà nghiên cứu công bố họ đã tìm thấy một thiên hà dường như không chứa vật chất tối. Sau đó, một nhóm nghiên cứu độc lập đã đăng tải bài phân tích cho rằng nghiên cứu này đã đo sai khoảng cách đến thiên hà, dẫn đến kết luận sai. Vật chất tối có mang điện tích không? Một số nhà vật lý đề xuất vật chất tối có thể mang điện tích. Bức xạ với bức sóng 21 cm được phát ra bởi các ngôi sao trong vũ trụ chỉ 180 triệu năm sau vụ nổ Big Bang. Rồi chúng bị hấp thụ bởi khí hydrogen nhiệt độ thấp có mặt khắp nơi vào thời gian đó. Khi bức xạ này được phát hiện hồi tháng 2 năm nay, nó cho thấy chất khí hydrogen đó có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với dự đoán của các nhà khoa học. Tiếp đó là các hạt thông thường có thể phân rã thành vật chất tối không? Neutron là loại hạt vật chất có thời gian tồn tại hữu hạn,
sau đó sẽ phân hủy thành một proton, một electron và một neutrino. Nhưng các thí nghiệm khác nhau cho kết quả thời gian phân rã của neutron lệch nhau khoảng 9 giây. Đầu năm nay, các nhà vật lý đặt giả thuyết rằng kết quả chênh lệch có thể xảy ra khi có 1% khả năng neutron phân rã thành các hạt vật chất tối. Và cuối cùng, vật chất tối có thực sự tồn tại? Với những khó khăn mà các nhà khoa học phải đối mặt khi cố gắng khám phá và giải thích về vật chất tối, câu hỏi đặt ra là liệu họ có đi đúng hướng không? Trong nhiều năm, một số ít nhà vật lý học đề xuất là các lý thuyết của chúng ta về lực hấp dẫn đơn giản là không đúng và lực hấp dẫn có thể có tác động khác nhau ở không gian lớn. Trong thí nghiệm tìm kiếm vật chất tối mới đây, các nhà khoa học vô tình phát hiện ra thứ có thể đảo lộn cả nền vật lý cơ bản. Những sai số trong thí nghiệm này có thể sẽ mở ra con đường mới cho vật lý hạt, nhưng cũng hoàn toàn có thể chỉ là các dị biệt thường thấy trong các thí nghiệm siêu chính xác này. Một thùng xenon lỏng đặt ngầm ở Ý có thể vừa phát hiện ra một loại hạt mới được sinh ra trong tâm mặt trời. Nếu điều này đã thực sự xảy ra, nó có thể làm đảo lộn các định luật vật lý đã tồn tại trong hơn 50 năm nay. Các nhà nghiên cứu tạo ra một thùng chứa ngầm dưới đất này để nghiên cứu về vật chất tối, một thứ khó nắm bắt nhưng theo các lý thuyết về thiên văn học hiện đại, nó chiếm đến 85% vũ trụ. Như đã đề cập, vật chất tối có tồn tại bởi vì có thể đo lường được trọng lực của nó đang tác động đến các thiên hà xa xôi, nhưng họ chưa bao giờ có thể trực tiếp phát hiện nó trước đây. Cho đến nay, các dự đoán khả thi nhất về vật chất tối cho rằng nó bao gồm các đám mây của những hạt hạ nguyên tử còn sót lại từ sau vụ nổ lớn Big Bang và được gọi chung là các hạt WIMP. Đó là lý do cho thí nghiệm xenon 1T đang được một nhóm các nhà khoa học quốc tế tiến hành tại phòng thí nghiệm quốc gia Gran Sasso ở Ý. Họ muốn nhằm tìm bằng chứng trực tiếp chứng minh sự tồn tại của loại vật chất cơ bản của vũ trụ này. Thí nghiệm này bao gồm việc sử dụng một thùng hình trụ chứa đầy hơn 3,2 tấn xenon lỏng được làm lạnh đến âm 95 độ C. Thùng chứa này được đặt sâu dưới lòng đất để đảm bảo các sóng bức xạ gây nhiễu cho thí nghiệm này. Theo tiến sĩ Elena Aper của Đại học Columbia, người đứng đầu thí nghiệm này cho biết, cho đến nay xenon hiện là chất nhạy cảm nhất để phát hiện và xác định vật chất tối. Thùng chứa này cũng được nối với các bộ kích quang cùng nhiều cảm biến khác nhằm phát hiện ra các tương tác hiếm hoi giữa những hạt hạ nguyên tử của vật chất tối với các nguyên tử xenon. Về lý thuyết, các tương tác này sẽ tạo ra những tia sáng nhỏ cùng các electron. Trong lần thực nghiệm mới nhất của thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu ban đầu dự kiến cỗ máy sẽ phát hiện được khoảng 232 tương tác dựa trên các hạt đã biết. Nhưng thay vào đó, họ phát hiện được 285 tương tác, nhiều hơn 53 tương tác so với dự đoán. Hơn nữa, năng lượng phát ra từ các tương tác ngoài dự đoán này còn tương ứng với mức năng lượng đã được dự đoán của một loại hạt chưa từng được phát hiện ra trước đây, có tên gọi Solar Axion. Loại hạt này từng được các nhà vật lý dự báo về sự tồn tại của nó trên lý thuyết nhưng chưa từng được tìm ra. Theo nhà vật lý Sinkaron tại Học viện Công nghệ California cho rằng loại hạt lý thuyết dường như phù hợp với dữ liệu của xenon 1T này dường như quá nặng so với vật chất tối nhưng có thể được tạo ra bởi mặt trời. Nếu điều này đúng, nó sẽ có tầm quan trọng khổng lồ. Đây có thể là một phát hiện mang đến giải Nobel. Nhưng các tương tác ngoài dự đoán này cũng có thể chỉ là các điểm dị thường, vốn hay xuất hiện trong các thí nghiệm vật lý có độ nhạy cao như xenon 1T này. Phát hiện này có thể thay đổi 50 năm của nền vật lý cơ bản. Với phát hiện mới nhất về hạt cơ bản đã xuất hiện từ những năm 1970 cho đến nay, đó cũng là khi mô hình chuẩn được thiết lập, một tập hợp các quy tắc đã biết đối với vật lý hạt, nhằm miêu tả toàn bộ các hạt cơ bản đã được các nhà khoa học phát hiện và cách chúng tương tác với những hạt khác. Đó là lý do tại sao loại hạt mới được phát hiện của thí nghiệm xenon 1T lại quan trọng đến như vậy. Nếu kết quả thí nghiệm là đúng, nó sẽ chứng minh cho sự tồn tại của một loại hạt mới nằm ngoài mô hình chuẩn đã tồn tại gần nửa thế kỷ nay. Đó sẽ là phát hiện vững chắc đầu tiên về một điều gì đó bên ngoài mô hình chuẩn. Một khả năng khác có thể giải thích cho những tương tác ngoài dự đoán của thí nghiệm là các hạt neutrino, một loại hạt hạ nguyên tử không mang điện tích, cũng có thể gây ra các tương tác này. Điều này cũng có thể định nghĩa lại các định luật vật lý đã biết, khi điều này có nghĩa là các hạt neutrino cũng có từ trường lớn hơn so với dự đoán của mô hình chuẩn. Điều này có thể chỉ ra những quy tắc vật lý mới bên ngoài mô hình chuẩn